Chào mừng quý vị, tôi là bác sĩ David Đạn. Mới bữa sáng bên nay, có một cái tin tức mới nhất mà có thể tôi nghĩ là quý vị nên cần biết. Thì khoảng chừng 2 tuần trước, tôi có nói về một cái thuốc vaccine của Johnson Johnson cho COVID-19. Thì cái thuốc này đó, so sánh với lại cái thuốc Pfizer và cái thuốc Moderna đó, thì cái hiệu quả của nó giống nhau. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ nhìn cái số thôi, thì quý vị thấy cái Moderna, cái Pfizer, cái hiệu quả thì khoảng chừng 95% và so sánh với lại Johnson Johnson 66%. Nhưng mà trong cái video số 24, khoảng chừng hai tuần trước, tôi đã nói vì vị không có so sánh hai cái số này kiểu vậy được mà phải cần biết cái số lượng người và cái con người người ta thí nghiệm nha thì mới buổi sáng bữa nay đó khoảng chừng năm giờ năm rưỡi sáng bữa nay cái FDA và cái CDC họ ngừng cái sản xuất của cái thuốc Johnson Johnson là tại vì người ta thấy là <laughs> sau khi 6.8 triệu cái vaccine của Johnson Johnson release thì khoảng chừng 6 người uh, bị người ta gọi là blood clot là bị đóng mạch máu thì tôi uh, muốn cho quý vị biết uh, để cho quý vị uh, nên nghĩ tới trước khi mình dùng cái thuốc Johnson Johnson thì bây giờ tôi muốn go to cái article mà người ta nói về cái uh, tại sao mà người ta ngừng cái thuốc này. Thì uh, trong cái article này đó, thì uh, người ta thấy là, giống như tôi nói là, là 6 uh, người uh, đàn bà trong 6.8 uh, triệu, Uh, mà chích cái thuốc Johnson Johnson này bị cái bệnh blood clot thì cái này là một cái rất là hiếm nha nó gọi là very rare event thì khoảng chừng uh, một trong một triệu người có thể bị cái này người ta nghĩ là tại vì cái thuốc của uh, uh, vaccine của Johnson Johnson nó, nó ảnh hưởng cái chất đề kháng uh, là ảnh hưởng cái chất đề kháng của cái tiểu cầu là của cái platelet và nó làm cho À, cái plasma này bị uh, thiếu uh, và bị uh, đại khái là nó bị gọi là nó làm cho cái máu nó dính lại nhau nhiều hơn và nó làm chứ có thể nó làm cho mình bị đông mạch máu nha yeah. uh, thì bí, ngay bây giờ thì cái FDA và cái CDC uh, người ta muốn tất cả mấy cái chỗ mà đang chích cái thuốc uh, vaccine của Johnson Johnson nên ngay lập tức ngừng nha yeah, là gọi là immediate stop for the time being để cho người ta uh, thí nghiệm thêm nha yeah. uh, thì uh, nếu mà quý vị nào chích trong cái Johnson Johnson vaccine này đó thì quý uh, vị, vị nên nếu mà vị có cái triệu chứng giống như là uh, bị uh, Giống như là bị uh, khó thở, hay là bị uh, nhức đầu, hay là bị đau bụng, hay là bị đau chân Thì nên liên lạc với sĩ gia đình cấp tích để cho người ta là uh, khám cái người bệnh nhân Và để coi, coi có develop một cái đông mạch máu hoặc là bị một cái blood clot hay không nha thì cho hy vọng quý vị nào uh, coi video này quý vị nên nhớ đó là cái dù là cái thuốc Johnson Johnson vaccine có thể làm cho mình bị đông mạch máu nhưng mà cái số lượng rất rất là ít nha yeah. thì khoảng chừng một trong một triệu người hay là trong cái 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 study này người ta thấy 6 người đàn bà từ 18 tuổi tới 48 tuổi bị cái blood clot trong 6.8 triệu người đã chích cái thuốc Johnson Johnson này rồi nha anh chị nếu quý vị nào được chọn thì có thể nghĩ là mình có thể chọn Pfizer hay chọn Moderna nhưng mà nếu không được chọn thì uh, again, um, cái Johnson Johnson này cái thuốc đó ngay tập tức bị ngừng rồi anh chị vì cũng không có cần sợ đâu vì nên chích uh, ngừa cho cái covid vaccine và yeah. wow. hy vọng quý vị học được thêm trong cái video này cái video này là một cái video tin tức uh, mới nhất hàng chi tôi hy vọng là uh, uh, mình sẽ có thêm information để nói thêm cho quý vị uh, trong mấy ngày sau nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều